Việt Nam 11/07 rút ngắn. Hai gia đình ở Thanh Hóa đã trình báo chính quyền. Hai con gái họ vào nhà người thân ở Quảng Nam, gia đình đã vào đưa hai nữ sinh về. Sáng ngày 1 tháng 3, ông Nguyễn Tất Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa, cho biết hai nữ sinh lớp 10 ở địa phương này được cho là mất tích từ ngày 23 tháng 2 đã được tìm thấy. Hôm qua, gia đình các cháu lên trụ sở xã báo cáo hai cháu vào nhà người thân ở Quảng Nam. Gia đình đã vào đón các cháu về, ông Thành nói. Trước đó, hai gia đình ở xã Thọ Lộc trình báo về việc hai con gái họ cùng mất tích. Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 23 tháng 2, tức mùng 8 tháng Giêng, hai nữ sinh LTO và Q học cùng lớp 10, trường Trung học Phổ thông Lê Văn Linh cùng xin phép bố mẹ đến trường. Đến cuối ngày, gia đình không thấy con về nhà như thường lệ. Họ liên lạc với con gái qua điện thì cùng nhận được câu trả lời giống nhau: con đi làm, bố mẹ ở nhà yên tâm, không phải lo cho con. Từ hôm đó, hai gia đình không liên lạc được với hai nữ sinh nên đã gửi đơn nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm. Theo cô giáo chủ nhiệm, hai nữ sinh học tốt, cá tính và chơi thân với nhau. Nguồn: Dinh.